Rồi xin chào bên em mến coi bộ xe Việt. Đến hẹn là giới thiệu bên em một cái dòng sen rất đẹp nha quý anh em. Siêu sen luôn anh em ha. Rễ lắm là rễ nó chôn như đây anh em ha. Em mà vỡ đây. Và dòng này rất là duyên luôn. Bộ tàng rất là dè luôn, đang kéo một vài cái hoa. Đột này dòng đột siêu đỏ lửa luôn. Thì nó đang hôm trước nó đang sung sung nó kéo một vài cái hoa nè anh em ha. Để phải nuôi thêm cho nó dày tàn hơn, mình phải nuôi tàn nuôi tán, mình ít quan tâm đến chuyện vẽ của nó lắm, bởi vì vẽ của nó mình đã biết giống của nó rồi. Khi mà anh em làm xong tác phẩm thành phẩm rồi, lúc anh hưởng thụ cái vẽ luôn. Còn anh em cứ nôn, anh em chơi vẽ thì anh phải để rong, thả rong thì nó rất là yếu cây anh em ha, yếu lực cây lắm, thấy không? Những dòng sen rất đẹp nha. Như dòng này dòng hàng tuyển chọn cả nha, kỹ hết. Và anh em coi thân pháp của nó thì lắc lượng khỏi phải chê luôn. Mình chơi thời gian ở đâu mình kéo riêu đây, nâng đế lên. Đây mình đang nuôi đế, nuôi rễ thêm. Bởi vì cây đây hồi đó là đế rễ của nó cũng yếu lắm. Mình tách từ trong cái thân mẹ của nó ra. Nghĩa là nó hai cây, mình dạt ra mình lấy cái thân này, thân pháp này, còn cái thân kia nó thẳng nó xấu lắm. Thì mình đang nuôi trong đất Nhật luôn, mình nuôi không được gần hơn 2 năm mà cái tay xương nó cù luôn đây. Thì ghê gớm không quý anh em. Mình nuôi cái tay xương mà nó bự đến bằng cái ngón tay út của mình rồi, bằng ngón tay cái mình rồi, còn dưới đây thì bằng ngón tay út, chỉ tử này là bằng ngón tay út rồi. Và hầu như là nuôi theo kiểu phương pháp bấm giật, giật tay chi nha quý anh em. Thì anh em thật sự nhảy sở hữu tác phẩm này, alo cho mình ha. Về số điện thoại Zalo 0932411987. Dáng siêu rất đẹp, siêu hồi đầu. Và cái thân pháp của nó thì lắc léo và tính từ mặt chậu cho lên đây. Nó cao 60. Tàn ngang từ đây qua đây á. Thì nó cao gần, nó dài gần khoảng 75. Nha quý anh em. Nên là đóng cái cây này vào phải thùng 80 tám mấy á. Mà thân nó bằng cái cổ tay rất là lớn anh em ha. Thân này rất là to. Thằng này là 18-20 cho quý đây, bự lắm. Thằng to đúng mà. Đó, mà cái ấy nè, dàn xương của nó là mình đang giữ kiểm sơ sơ thôi, mình đâu mình bấm giặt nè. Và những cái năm trước này nó sung nó kéo những cái đọt hoa, bữa nó nở rộ hoa nhiều lắm mà mình lặt hết. Để cho cây nó sung nó phát triển quý đây. Những cái dòng sen này thì vip hết. Đó, nhìn thấy không? Này, lá rất đẹp nha. Khi mà dè bắt đầu nó xuống rí 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 thế này. Quý nè, xong rí 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 chút chút như thế này nè. Đó, siêu siêu rí luôn, nói dòng siêu siêu rí sen nha quý nè. Cánh sen, siêu siêu rí cánh sen. Đó, anh em mình sưu tập, anh em mình nhu cầu nhà ý sở hữu á, alo cho mình, số điện thoại Zalo 0932411987 quý nè. Anh em ha, thằng pháp nó thì ok luôn. Khỏi phải nói luôn, đây là mặt trước, mặt sau của nó thì ok luôn, em ha. Đây. Form. Rồi, cảm ơn quý anh em. Anh em nhu cầu giao lưu alo qua số điện thoại Zalo 0932411987. Cây này mình chơi hai mặt thôi để mình thấy cái thân pháp của nó anh em ha. Liền hết. Có chỗ đây là lớn hơn ngón tay mình, giót trụ luôn, tới đỉnh luôn. Trên lưng phía ngoài kìa. Rồi, cây quý anh em nha.